Mỗi một khẩu hiệu, mỗi một động tác. Tại sao các bạn lúc nào cũng không chỉnh tề? Các bạn ở ngoài phung phí rất nhiều thời gian. Bây giờ có cơ hội đến đây chấp nhận sự cải tạo của chúng tôi, đó là may mắn của các bạn, nên các bạn phải luyến tiếc, biết không? Yes sir. Báo cáo con người mới. Thank you. Anh số mấy? 01187. Lớn tiếng lên. 01187. Ở đây cấp trên nói chuyện với anh phải yes sir hay là no sir. Có lỗi phải nói sorry sir. Nghe sai sẽ thì đừng quên nói là thank you sir. Thank you sir. Anh số mấy? 01187 sir. Ai cười vậy? Tôi hỏi các anh ai cười? Không ai giận hả? Tôi hỏi mấy anh tại sao dám làm không dám nhận. Được, được. Tôi là tất cả đừng ngon cơm. Sơ là tôi. Tại sao anh cười? Sorry sir. Tối nay anh không được ăn cơm. Thank you sir. 01187. Yes sir. Anh đứng sau chốt. Yes sir. Trung sĩ tiếp tục. Yes sir. Con ăn thì ăn. Bước đầu lên, lên, lên. Bước đều, chạy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đại ca đi hết rồi. Ê, thằng nhóc. Ê, gì vậy? Xuống giường đi. Theo tao vô cầu tiêu. Ngó cái gì? Ngó con mẹ gì? Bộ bà già mày đẻ trứng hả? Tao nói mày có nghe không? Tao biểu mày vô cầu tiêu nghe không? Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhóc con, mày là thế nào? YMCA. Nè, đừng có giỡn mặt nha. Nếu mày không nói phe nào bị đòn nó nha hả? Xin lỗi nha, tôi không phải là dân giang hồ. Không. Đấy à, làm nó. Đứng yên. Ê, mày muốn làm gì? Tao cho mày biết nha, theo luật thì người mới tới đây phải bị mọi người đánh năm cú, biết không? Thằng nhóc không được tránh né nha. Không được mét nha. Nếu mà mét sẽ bị đánh dài dài đó, biết không? Đứng ngay lại, đừng có làm bộ nha. Nhớ kỹ nha, không có được đi mét đó, hiểu không? Biết chưa? Đẹp à, tới phiên mày. Tới phiên tao đòi nợ, mày làm bộ hả? Đứng ngay lại, nhẹ cũng 5 cái, nặng cũng 5 cái. To con vậy mày chịu không nổi hả? Cú này nhẹ nha. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Thấy mày chịu có tướng mất dạy, tha cho mày đó. Cú hơi mày thì không mạnh, nhớ sợ cái nấm thòi đã cứng hết trơn rồi. Đi ngủ đi. Luật ở đây là vậy đó mà. Đừng nói vậy nha. Nói vậy sẽ bị dài dài đó. Hao à, xin lỗi nha. Hôm qua làm cho mày bị đôi. Tao mới có 2 cái làm thôi. Mày yên tâm đi. Mai mốt mày có chuyện tao sẽ coi cho mày. Bộ mày là bác sĩ sao? Bộ bác sĩ mới biết con sao hả? Ây da, sếp à. Chuyện gì? Mấy anh lấy đá chọi tôi đó. Đồ ngu. Bà đi mày, xách luôn cái vỗ qua bên kia. Ngó cái gì?
Thì nhìn lên đi. Ba đứa hôm nay cảm ơn cơm. Người còn lại tiếp tục làm việc. Mày cũng vậy. Yes sir. Mấy anh muốn gì? Thằng khốn nạn, theo tao vô cầu tiêu. Ê, vừa phải tôi nha, tôi la lên đó. Hả? Cho mày chết à? Còn dám đỡ, anh em đánh nó. Chết mày nè. Đừng làm ẩu nha. Chuyện con ngốc tao mắc kể. Nhưng mà thằng Hào nó từng giúp tao. Vui này coi như nãy mặt tao bỏ qua đi. Chỉ một câu nói là biểu tao bỏ qua sao? Vậy làm sao tao nói với anh em chứ? Vậy mày muốn sao hả? Theo luật lệ ở đây thì đánh tay đùi. Nếu mà ai thua thì làm chó chết. Mày sợ à? Sợ phải không? Tao mà sợ mày? Còn giết thẹo của tao và cả thước nè. Ba mấy thằng chém tao còn chưa chết. Cho tao đối với mày mà tao sợ hả? Mày đừng có nói bằng miệng nữa. Có ngon lên giường đi. Vụ này không liên quan tới đâu. Tại tao bên trên đó mà thôi. Mày muốn chơi tao đôi hay không? Lên giường đi. Được. Thằng nào mà không lên là chó. Hào à, cẩn thận nha. Nè, chơi theo luật. Không có được mép. Ai mà té xuống giường là chịu thua. Bắt đầu. Đi. Chết mẹ luôn. Đã bao giờ giờ. Có người tới kìa, lên giường đi, lên giường đi. Lên giường đi, làm đi. Không ngờ mà đánh gỡ thiệt ha. Mày muốn làm chỉ đạo giáo thuật cho tao đi nha. Tao đã bằng mày. Đừng nói cho ai biết nha. Gì? Lúc tao chia tay cho con Đạo bị cổ dùng dao chém đó. Đáng đời. Nè, cái gì? Tối nay mày không tính ngủ với tao sao? Mày đừng có tưởng phao câu của mày tròn là tao tính đè lên nha. Tao ghét nhất là thứ phao câu này. Nè, coi giùm tao đi. Phao câu của tao phải tròn không? Nè, coi đi, coi đi, coi đi. Có phải tròn không vậy? Anh Hào, không phải là quyến rũ em qua đè anh chứ. Em không có đè anh đâu nha. Tao đè mày. Hey, cảm ơn nhiều. Tao phục mày thiệt đó nha. Tao đè mày á, mày cảm ơn tao. Anh đè tôi sướng quá mà. Mạnh chút đi. Mày chết đi mày à. Một, hai, một, hai, một.